Thường nóng người cung cấp thông tin vụ chân tay bị đốt cháy trong túi sách. Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị cho cơ quan công an để điều tra vụ án chân tay người bị đốt cháy trong túi sách sẽ được thưởng nóng ngay lập tức. Sau gần 10 ngày vào cuộc xác minh, điều tra vụ án giết người phân xác trong túi sách gây rúng động ở Bình Dương. Nguồn tin của phóng viên Vietnamnet hôm nay, mùng 3 tháng 6, cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Việc này khiến công tác điều tra đang gặp khó khăn. Mặc dù đã có hàng chục tin báo từ quần chúng trình báo các vụ việc mất tích, mất liên lạc, nhưng qua đối chiếu với kết quả giám định pháp y đều không trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho hay hiện đơn vị đang tích cực tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân về các thông tin nhận dạng để phối hợp khám phá điều tra vụ án. Cụ thể, nạn nhân là nam giới trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68-1,7m, mất tích trước ngày 16 tháng 5. Tứ chi của nạn nhân được phát hiện chứa trong túi sách du lịch bị đốt cháy tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người nào cung cấp thông tin đúng, giúp ích cho cơ quan điều tra khám phá vụ án sẽ được thưởng nóng ngay lập tức. Như đã thông tin, vào chiều ngày 24 tháng 5, người dân phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương một chiếc túi sách bị cháy xém, bên trong chứa hai đoạn tay và hai đoạn chân người. Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là các bộ phận của thi thể người, nhận định là vụ án mạng nghiêm trọng.